Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã hoàn tất 5% tiến trình rút quân đội nước này ra khỏi Afghanistan. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đã lên kế hoạch sơ tán những người làm phiên dịch và các công việc khác hỗ trợ lực lượng liên quan ở Afghanistan trong hai thập kỷ qua. Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ cho biết, kể từ thời điểm Tổng thống Joe Biden ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi chiến trường Afghanistan vào tháng 4 vừa qua, Lầu Năm Góc đã thu hồi khối lượng hàng hóa tương đương khoảng 500 chuyến máy bay vận tải C-17. Khoảng 18.000 người từng làm các công việc hỗ trợ liên quân ở Afghanistan đang chờ quyết định cấp thị thực để nhập cư vào Mỹ. Quân đội Mỹ từ chối cung cấp thông tin chính xác về thời điểm rút quân và ngày cuối cùng rời khỏi Afghanistan để đảm bảo an ninh cho các hoạt động của mình. Từ ngày 1 Tháng 5, quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi Afghanistan. Theo đại diện Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga đã có khả năng miễn dịch cộng đồng với COVID-19 nhờ vào chương trình tiêm chủng đại trà với vaccine Sputnik V được triển khai trên tinh thần tự nguyện từ tháng 11 năm 2020. Tính đến tháng 4 năm nay, hơn 400.000 quân nhân Nga đã hoàn thành chương trình tiêm chủng với hai mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trên 530.000 người đã được tiêm ít nhất một mũi tiêm. Vaccine Sputnik V hiện đang là vaccine duy nhất được tiêm phòng trong quân đội Nga và được đánh giá là mang lại hiệu quả cao. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các quân nhân về căn bản đã hoàn tất và thuận lợi hơn so với chiến dịch tiêm chủng dân sự. Tính đến nay, trên toàn nước Nga đã có khoảng 18 triệu người được tiêm ít nhất là một mũi tiêm, tương đương tỷ lệ với hơn 12% dân số. Đại dịch COVID-19 đã làm xáo trộn bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất trên thế giới do tổ chức Economist Intelligence Unit bình chọn hàng năm. Theo đó, đưa thành phố Auckland của New Zealand lên vị trí đầu bảng, xoán ngôi của thủ đô Vienna của Áo. Một trong những lý do khiến Auckland trở thành thành phố đáng sống nhất trên thế giới là thành công của New Zealand trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19, khiến cho người dân đã có thể tận hưởng cuộc sống như trước khi đại dịch bùng phát. Xếp ngay sau Auckland là thành phố Osaka của Nhật Bản, tiếp đến là thành phố Adelaide của Australia. Châu Âu chỉ có hai đại diện trong top 10 thành phố đáng sống nhất là Zurich và Geneva đều ở Thụy Sĩ với vị trí lần lượt là thứ bảy và thứ 8. Lý do được đưa ra là khả năng ứng phó đại dịch COVID-19 của lục địa già bị đánh giá thấp hơn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất trên thế giới đánh giá 140 thành phố trên thế giới dựa trên 5 tiêu chí bao gồm sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.